Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Và hôm nay bên mình sẽ test bao gồm là 10 mạch 10 cái bộ mạch LED năng lượng mặt trời loại 200W. Và như các bạn thấy là sản phẩm này mua hàng thì nó sẽ có bao gồm là một mạch LED năng lượng mặt trời loại 200W cùng với là một điều khiển từ xa. Và trên cái mạch LED này thì bên mình đã hàn sẵn ra 4 đầu dây. Thì chúng ta sẽ có hai đầu dây trắng và màu đỏ có ký hiệu là S cộng và S trừ. Đây là đầu dây để chúng ta đấu vào tấm pin solar năng lượng mặt trời loại 6V. Còn ký hiệu B cộng và B trừ là hai cặp dây này chúng ta sẽ đấu vào batter, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng bằng pin lithium loại 3,7V hoặc là 3,2V. Bất kỳ những cục pin nào 3,7V hoặc 3,2V các bạn đều sử dụng được nhé. Chẳng hạn như những pin 18650, 26650, 32650 hoặc là pin khối nhôm, pin sắt hay là tất cả các cái pin sạc dự phòng á, thì bên trong cục pin sạc dự phòng nó cũng sử dụng bằng pin lithium mà. Thì chúng ta đều có thể sử dụng cái nguồn đó là thay thế bằng pin năng lượng mặt trời ở đây chúng ta sử dụng để tận dụng. Còn nếu như mà bên cái phần tấm pin solar để cấp nguồn vào cho sạc, nếu như các bạn mà không có tấm pin năng lượng mặt trời 6V thì các bạn có thể sử dụng những cái cục nguồn adapter loại 5V hoặc là 6V đều sử dụng được. Chẳng hạn như cũng những cục sạc điện thoại 5V thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng được các bạn nhé. Với cái tấm pin bộ năng lượng mặt trời này, bên mình đang bán với giá là 125.000. Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên mình còn bán hàng ở trên Sen Đỏ, Shopee và Lazada. Các bạn tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn xuống phần bình luận video này sẽ thấy cái link mua hàng gì đó, các bạn tích trực tiếp vào đó để đặt hàng cũng được. Rồi, và trong video này thì mình sẽ test tất cả các chức năng của sản phẩm và sau đó mình đánh dấu ký hiệu lần lượt từ B31 cho đến B40. Pin ở đây mình đang sử dụng là một viên pin sắt 32650 và chúng ta sẽ đo xem cái điện áp pin hiện tại là bao nhiêu. Pin hiện tại là có điện áp là 3,2V. Còn về cái phần solar sạc xuống thì mình sử dụng một cục adapter 5V. Đây. Sử dụng một cục adapter 5V để chúng ta làm đây là coi như đây là cái nguồn sạc vào của pin năng lượng mặt trời thì nó có cái nguồn điện áp là 5,47V. Để chúng ta test cái chức năng sạc là nó có đang sạc không nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối vào để chúng ta test hàng. Đấy, khi chúng ta cấp nguồn vào pin thì tất cả LED này nó sẽ sáng khởi động một cái. Và sau đó bây giờ mình sẽ cấp nguồn sạc năng lượng vào thì các bạn sẽ thấy như sau. Đấy, thì như các bạn thấy là cấp nguồn sạc vào thì nó sẽ chớp chớp như này. Khi nào tất cả 5 bóng LED này nó sáng liên tục thì có nghĩa là khi đó cái pin này nó đã đầy. Còn bây giờ nó đang sạc vào. Và đây là ban ngày thì nó sẽ sạc vào như thế này, bóng đèn nó sẽ tắt. Và ban đêm thì nó sẽ không có điện ở trên tấm pin năng lượng mặt trời cấp xuống nữa. Ánh sáng nó không có, mặt trời nó không có nên thành ra là tấm pin nó không có điện để cấp xuống. Thì nó sẽ giống như là chúng ta ngắt một chân như thế này. Như vậy là không có điện sạc vào thì nó sẽ tự động sáng với mức độ sáng cao nhất. Còn nếu như ban ngày thì nó lại có điện sạc xuống thì bóng đèn này nó sẽ tự động tắt. Đấy. Cho nên là sau này ví dụ như các bạn có mất cái điều khiển từ xa này đi nữa thì cái bóng đèn này nó sẽ sáng theo mặc định như mình vừa mới test cho các bạn xem. Còn nếu như có cái điều khiển từ xa này thì các bạn có thể bật tắt cái đèn này bất kỳ khi nào. Chẳng hạn như bây giờ ban ngày nó đang sạc vào, mình sẽ bấm on để nó bật lên, còn off thì nó sẽ tắt xuống. Đó, on off nhá. On này. Thì trên điều khiển từ xa này nó còn có cái nút là tăng và giảm ánh sáng. Ở trên cái đèn này nó sẽ có 3 chế độ ánh sáng khác nhau. Đây là chế độ cao nhất. Mình giảm xuống này, chế độ 2 này, chế độ thấp nhất này. Và bấm thêm cái nữa thì nó sẽ chớp chớp cho chúng ta biết được rằng là đã hết cái số rồi, không còn thấp hơn nữa. Bây giờ chúng ta lại tăng lên 3 này, hết cỡ. Đấy, như vậy là khi nào mà tăng lên tối đa hoặc giảm xuống tối đa thì nó sẽ chớp chớp cho chúng ta biết là đã hết rồi. Tiếp theo là sẽ có số 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Thì đây là cái phím chức năng chúng ta hẹn giờ. Sau 3 giờ đồng hồ sau thì nó sẽ tắt hoặc là 5 hoặc là 8 giờ đồng hồ. Bây giờ mình bấm 3 giờ thì nó chớp chớp một cái. Như vậy là chúng ta biết được rằng là sau 3 giờ đồng hồ sau nó sẽ tự tắt cái bóng đèn này. Ok, và như vậy là cái sản phẩm này hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình tắt đi này. Rồi mình lại thả cái này ra này. Ok này, mình tắt tiếp này. Đó. Như vậy là sau khi test tất cả chức năng như vậy thì cái bộ LED này nó hoạt động hoàn toàn bình thường.
Tiếp tục mình sẽ test bộ led số 2 và sau đó mình sẽ đánh dấu ký hiệu cùng một lúc luôn. Sạc vào này. Ok, đang sạc. Rồi. Sạc vào này. Rồi, bật tắt, bật giảm, tăng. Ok. Tắt. Đấy, như vậy là các bạn thấy hai cái bộ mạch led năng lượng mặt trời đầu tiên này hoạt động rất là tốt và ổn định. Bây giờ mình sẽ tiến hành đánh dấu ký hiệu lên đây. Cái dấu ký hiệu như thế này thì là để đảm bảo rằng là đến khi nhận hàng, các bạn chắc chắn sẽ nhận được cái sản phẩm mà bên mình đã test rồi và cái chức năng của nó hoàn toàn bình thường. Và đảm bảo cho các bạn biết là các bạn sẽ nhận được những cái mạch mà có dấu ký hiệu như trên video chứ không phải là một cái mạch khác. Ok, như vậy là đã hoạt động tốt hai mạch. Tiếp tục mình sẽ test tiếp theo. Cái bộ mạch này thì chúng ta có thể sử dụng trong những mục đích như là thay thế vào những cái mạch led năng lượng mặt trời đã hỏng ở trong cái đèn năng lượng mặt trời, hoặc chúng ta có thể sử dụng để tận dụng những cái cục pin lithium mà thừa hoặc là những cục sạc thừa để chúng ta làm một cái đèn tích điện. Bật tắt, bật này, giảm. Ví dụ như bây giờ anh em có một cục pin 18650 mà bây giờ không dùng làm gì nó cả, bên cạnh đó chúng ta lại còn thừa một cái cục sạc nguồn điện thoại á, thì chúng ta sẽ tận dụng hai cái thứ đó sử dụng vào cái mạch đèn led này và chúng ta làm thành một cái đèn tích điện để khi mất điện thì chúng ta sử dụng. Hoặc đơn giản nhất là bạn nào mà sử dụng trong cái hệ đèn cầu thang á cũng được, vì ví dụ như bây giờ cái lúc có điện thì luôn luôn cái sạc này nó sẽ sạc vào cho đầy, còn khi nào mà mất điện ấy, thì cái đèn này nó sẽ tự sáng. Có nghĩa là mất điện sạc vào thì nó sẽ tự sáng, còn cái nguồn sạc vào bằng cái gì thì tùy theo các bạn nhé, các bạn có cái gì các bạn dùng cái đó. Lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng bằng tấm pin năng lượng mặt trời 6V thôi. Còn nếu như tấm pin năng lượng mặt trời 12V thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng một cái mạch hạ áp để nó giảm cái điện áp từ 12 xuống thành 6V thì mới đảm bảo mạch an toàn được. Còn dùng 12V mà tống trực tiếp vào đây á thì khả năng là sẽ cháy mạch, hỏng luôn mạch đấy. Đây là ký hiệu trên bộ mạch led 33 và 34. Rồi, đang sạc vào. Đang sạc vào. Ba mươi lăm và 36. Đang sạc vào.
37 và 38. Đang sạc vào. Đang sạc. Ok, và như vậy là các bạn thấy là tất cả 8 cái bộ mạch led năng lượng mặt trời ngày hôm nay bên mình có test qua thì tất cả các sản phẩm hoạt động rất là ổn định và rất là tốt. Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.